Bây giờ bạn có ở đây là tích phân cần từ trừ 1 tới cộng vô cùng như vậy. Đây là tích phân suy ra ngoài 1 này. Ở trong này là hàm gì? 1 chia cho x bình cộng với 5x cộng 6. Như vậy đây là gì? Hàm phân thức đúng không? Bậc tử là 1. Xin lỗi, bậc tử là 0. Bậc mẫu là bậc 2. Như vậy bạn phân tích ra được. Thân là 1 chia cho x cộng 2 trừ đi 1 chia cho x cộng 3. Đúng rồi. Quy đồng lên bạn kiểm tra thì đúng. Đấy nè. Cách tích thì các bạn nhớ rồi. Thì ở đây lấy nguyên hàm lên sẽ được là log mp trừ tuyệt đối của x cộng 2 trừ đi log của gì? Trừ tuyệt đối x cộng 3. Sau đó bạn gom lại theo công thức là log của gì? A trừ đi log b sẽ bằng log a chia b, đúng nhá. Rạc cần không? Chỗ này ghi thiếu dấu cộng nữa. Cộng vô cùng, đúng nhá nào. Rồi, bây giờ thấy gì? Ở cần trên là cộng vô cùng, do đó bạn ghi thêm cái log vào. À, xin lỗi, ghi thêm cái lim vào đấy nhá, lim của cái lượng này. Đây có cái dấu ngoặc này, ngoặc thì ngoặc ở đây thôi hiểu nhá, mà đây không cần nữa bởi vì lim của lượng log thôi, nghĩa là bạn chỉ có một cụm nên bạn không cần ghi lim cũng không cần ghi dấu ngoặc cũng được. Rồi trừ đi cần dưới thế trừ một vào thì như vậy được là 1/2, như vậy trừ đi log 1/2 là đúng này. Sau đó bạn thấy gì? À, cái lim ở bên này thì khi mà x trên v cộng vô cùng thì lượng ở trong lim, tức là lượng trong này này, lượng là x cộng 2 chia x cộng 3 này dân v 1, mà log của 1 thì dân v 0, như đó chỗ này ghi không, rồi ghi log 1 cũng được hoặc ghi 0 cũng được nhé nào. Rồi lượng này là bằng 0 mà trừ đi log của 1/2 thì bằng trừ log 1/2, như vậy bài này đúng. Rồi 10 điểm. Nhìn chung những cái bài này, nếu như bạn nào mà chịu khó siêng năng xem một chút thì cô đã sửa bài ở bên kia rồi á nha. Bây giờ bạn để ý này, bài số 2 là có cần phải thời gian ghi không? Alo, có ai đang theo dõi không nhỉ? Rồi, ok. Tích phân E mũ X này, DX. Rồi, chia cho E mũ 2X cộng 1. Thì ở bài này bạn sẽ đặt, nhìn thấy cũng không biết là tính kiểu gì phải không? À, tí có gửi sao cũng được. Ừ. Rồi, bạn đặt luôn là T sẽ bằng E mũ X. Thì bạn thấy ở bên này E mũ X trên dưới này là E mũ gì? 2X phải không? Đặt chung là E mũ X. Rồi, suy ra được DT sẽ bằng hai vế sẽ là E mũ X DX. Rồi, từ đây bạn suy ra tích phân ban đầu. Tức là bạn đang đi xét cái... À đây, cô này em thấy cái khúc đầu chứ hả? Đây đây, bạn biến đổi cái khúc đầu này. Khúc đầu là tích phân này là cần từ trừ vô cùng tới cộng vô cùng đúng không? Do đó bạn sẽ viết lại là gì? Ừ. Đầu tiên là đó, xin lỗi, cái hàm ban đầu của nó là 1 chia cho e mũ x cộng với e mũ trừ x đúng không nào? Như vậy ở đây bạn sẽ quy đồng lên. Nhưng mà nhớ này, e mũ trừ x sẽ bằng 1 chia cho e mũ x đúng không? Như vậy bạn suy ra được e mũ x cộng với e mũ trừ x sẽ bằng, và lượng này bạn quy đồng lên là bao nhiêu các bạn? Lượng này bạn sẽ mẫu là e mũ x này dưới nhân chéo lên, như vậy e mũ 2x cộng với 1, đúng nhất không? Thì như vậy đến đây là bạn thu được cụm này này. Cụm này thì bạn lại thấy gì? Đặc điểm của nó là cần trừ vô cùng và cần cộng vô cùng. Như vậy ở đây bạn sẽ tách ra theo đúng cái định nghĩa là bạn tách ra cần từ trừ vô cùng tới một số hữu hạn cộng với cần từ một số hữu hạn đó đến dương vô cùng, đúng thế nào? Ở đây bạn chọn điểm 0, ok. Tiếp tiếp theo là bạn sẽ xét là cái nguyên hàm trước, tức là tính tích phân bất định trước này. Bởi vì ở trên này là cần nó khác nhau đúng không? Cần khác nhau nên là bạn chọn tính nguyên hàm trước rồi sau đó thế cần vào sau. Rồi. Như vậy bạn có xét cái tích phân này thì bạn sẽ đặt là T sẽ bằng E mũ X. Suy ra DT sẽ bằng E mũ X DX. Rồi. Từ đây cái nguyên hàm này sẽ bằng, đổi sang biến T sẽ là DT chia cho T bình cộng 1. Có dấu gì các bạn? Tích phân, được nhá. À, ở đây lấy nguyên hàm lên thì bạn thấy đây là công thức của gì? Arc tan đúng không? Như vậy được arc tan T cộng với C. Đúng rồi. Và lấy ra, đổi lại sang biến X sẽ là arc tan của E mũ X cộng với C. Rồi.
Tiếp tục. Bây giờ ý ban đầu sẽ là hai cụm này cộng lại với nhau. Cụm này là một, cụm này là hai, được nhá. Nguyên hàm của cái hàm ở bên trong thì bạn đã tính ở đây rồi. Như vậy bây giờ bạn có này cần từ trừ vô cùng tới không thì bạn thể vào ở tiết phân thứ nhất là trừ vô cùng tới không này. Rồi, cụm thứ hai là không thể cộng vô cùng. Như vậy bạn thể vào thì bạn thể gì? Chỗ nào có hằng số thì bạn thể số thôi, chỗ nào mà gì có cần vô cùng thì bạn sẽ thêm lim vào. Như vậy cụm thứ nhất là arc tan em mũ không trừ đi lim của arc tan em mũ x, x trên với trừ vô cùng cộng với lim của arc tan em mũ x, x trên với cộng vô cùng trừ đi arc tan của em mũ mũ không. Đúng rồi, đâu rồi, sao nữa em? Đến đây rồi thế nào nữa? Ai làm ai này nhỉ? Sao đến đây bỏ giữa chừng nhỉ? Chỗ này thì sao nào? Arc tan của em mũ không tức là arc tan của một đúng không? Arc tan của một thì bằng pi chia 4 được nhá. Bên này cũng tương tự là gì? Bên này là trừ đi pi chia 4, như vậy hai cụm này khử nhau là không, được nhá nào. Bây giờ quan trọng là hai cái lim ở giữa thì sao? Bạn nào làm bài này nào lên tiếng xem nào. Ừ rồi sao hả em, sao em làm đến ngang đây rồi em thả vậy, kết quả bao nhiêu? Kết quả thế nào nhỉ? Vì chia hai cô, vì sao lại không ghi hả? Bây giờ bạn để ý này, ở bên này này lim của arc tan em mũ x, x trên v trừ vô cùng, được chưa nào? Khi mà x trên v trừ vô cùng thì em mũ x trên v bao nhiêu nhỉ? X trên v trừ vô cùng em mũ x trên v bao nhiêu? Cả lớp nhân viên không đúng không? Rồi như vậy arc tan của không thì được bao nhiêu? Được không? Được nhá. Như vậy chỗ bên này là trừ không này. Đó. Cộng với bên này này arc tan của em mũ x, x nhân v cộng vô cùng. Khi x và nhân v cộng vô cùng thì em mũ x nhân v bao nhiêu hả bạn? Đây này, cô ghi này. X mà nhân v cộng vô cùng đúng không? Thì suy ra được em mũ x sẽ nhân v cộng vô cùng đúng không? Như vậy suy ra được là arc tan của em mũ x sẽ nhân v bao nhiêu? Arc tan của cộng vô cùng thì nó như thế nào các chỉ tương nào? Dương vô cùng hả? À như vậy arc tan của em mũ x là dương vô cùng hả? Câu hỏi tiếp này. Bài này em tự làm không? Bài này có tự làm không nhỉ Tương? Có thể bài này trình bày rất là gọn gàng ở phía bên trên. Được nhá. Có tham khảo không? À ừ có xem video. Ừ đúng rồi, bởi vì có thể rất giống là cái cách cô dạy ngày hôm qua. Rồi bây giờ bạn để ý này, bên này là tan nha, bên này sin, bên này cos đúng không nhỉ? Thì bây giờ bạn để ý thêm là gì, khi mà giả sử như ở đây này góc 45 độ chẳng hạn, bây giờ cô có một cái đường 45 độ, tan của 45 thì bằng mấy các bạn? Tan của 45 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Tan của 45 độ tức là pi chia 4 đúng không? Thì bằng 1 đúng không? Từ đây bạn sẽ suy ra được arc tan của 1 sẽ bằng mấy?
Bằng pi chia 4 được nhá. Như vậy ở đây bạn thấy này, tan của một số thì arc tan của số này thì sẽ bằng cái góc, bên này được nhá. Vị trí nó đảo nhau đúng không, bởi vì đây là hai hàm ngược của nhau được nhá nào. Bây giờ bạn muốn biết là arc tan của e mũ x, trong đó e mũ x nhân về vô cùng thì nó bằng bao nhiêu, thì bạn phải hình dung cho được là cái góc nào sẽ có tan là bằng vô cùng được nhá, có tan là tiến là vô cùng. Thì bây giờ trong trường hợp này là tan của góc bao nhiêu độ đây? Giả sử như ở đấy mà, nếu như trong trường hợp nó tới đấy thì nó cao hơn, tới đây cao hơn, tới đây cao hơn. Nếu như trong trường hợp gần như là nó gần với pi chia 2, tức là hai cái đường này nó song song với nhau phải không? Trục tan và cái đường màu đỏ của đang kéo đây nó gần như là song song với nhau. Song song với nhau thì xem như là cắt ở đâu các bạn? Cắt ở vô cùng đúng không? Như vậy trong trường hợp này nó sẽ cắt ở dương vô cùng, đúng chứ nào? Có nghĩa rằng là tan của pi chia 2, khi mà x càng gần với pi chia 2 thì giá trị tan nó càng ra vô cùng đúng không? Như vậy cái lim của cái lượng arc tan này sẽ bằng mấy đây các bạn? Bằng bao nhiêu nhỉ? Bạn hiểu ý cô nói không? Bằng bao nhiêu các bạn? Các bạn hình dung nó không? Có phải là điều này không? Tan của pi chia 4 thì bằng 1 này, thì suy ra arc tan của 1 sẽ bằng pi chia 4, được chưa? Bây giờ cô cứ ghi đại luôn là tan của gì đây? Tan của cái góc nào đây? Đấy nhá, sẽ bằng cộng vô cùng như hạn, đáng ra là cái này tiến ra thôi chứ không ghi bằng đấy nhá, tiến ra. Cộng vô cùng thì suy ra được là gì? Arc tan của cái lượng mà dân về vô cùng này sẽ bằng cái dấu chấm hỏi này, được chưa? Như vậy cái dấu chấm hỏi này bằng bao nhiêu đây các bạn? Bao nhiêu đây nhỉ? Sao ngồi lặng im hết đấy? Như có phân tích là nếu như trong trường hợp bạn có cái đường này đúng không, nó càng gần với trục OI, càng gần với trục sin, thì hai đường này nó gần như là song song với nhau. Song song thì được xem như là cắt nhau ở vô cùng đúng không? Như vậy trong trường hợp này thì nếu như mà cái góc mà tiến về pi chia 2 thì tan của nó sẽ cho ra vô cùng. Có nghĩa là arc tan của vô cùng thì sẽ bằng pi chia 2. Được chưa nào? Chỗ này là pi chia 2. Các bạn hiểu không nhỉ? Như vậy chỗ bên này này thì lượng bên này sẽ là gì? Là pi chia 2 đúng không? Như vậy kết quả chung cuộc là pi chia 2. Được chưa? Mọi người hiểu không vậy? Rồi. Có hỏi gì không? Có hỏi gì khúc này không? Hiểu sơ sơ hả? Rồi. Được chưa? Như vậy bài này làm theo cái này là ổn. Thấy gọn ghẽ thấy nhé nào. À, lượng giá hơi khó hả? Lượng giá thì bạn nhớ cái đường tròn lượng giá thì có sin cổ tan cô tan được chưa? Thì cái trục tan ở đây nó song song với trục sin và tiếp xúc với gì? Với đường tròn lượng giá được nhé nào. Rồi thì bạn cứ hình dung thôi, hai đường song song thì nó cắt nhau ở vô cùng được nhé. Biết một số điều cơ bản, giả sử như là hướng bên này là gì? Hướng dương, bên này hướng âm. Bên này là gì? Không này. Pi chia 2 pi 3 pi chia 2 thì nhá, cứ vậy thôi. À, 3 pi chia 2 thì đôi khi bạn cũng có thể quay theo hướng âm thì bạn coi đây là trừ pi chia 2 cũng được. Tóm lại là những cái giá trị mà nó cách nhau 2 pi, k 2 pi thì nó sẽ trùng nhau, được nhá nào. Rồi. Xem có hỏi gì không thì hỏi tiếp nào. Hỏi gì cô đi tiệm nha.
các bạn có quyền hỏi nha, các bạn học được hỏi nhé, chứ ngồi im rú về là không được đâu nha. Rồi bài của bạn Minh Ngọc. Rồi ok, ở đây có gì? Tích phân y cần từ 1 tới vô cùng. Ở đây người ta nghĩ vô cùng có nghĩa là dương vô cùng nha các bạn. Bạn ghi lại theo định nghĩa, đó là tích phân của vô cùng, cần vô cùng thì bạn sẽ cho t là nhân về cộng vô cùng 1 đến t của cái hàm ở dưới dấu tích phân, được nhớ nào. Bây giờ xét cái tích phân này trước. Thì dạng này bạn sẽ cho là gì? Cái này là Minh Ngọc từ từ biên từ diễn hay là sao đây Ngọc? Sao có kiểu đặt theo kiểu này, rõ ràng cái này là cô không có dạy các bạn được nhé Ngọc nào, kiểu lập bảng mà cho trường hợp một lần này tham khảo khi trước phải không? Thế sao? Ừ rồi ok. Rồi ok, bạn đặt u là log được nhé nào, tức là trong trường hợp này này, trong trường hợp này là gì? À, đương nhiên là đi nguyên ở cái bảng này không đi hết được, được nhá. Bạn sẽ tạo thêm một cái tích phân. Rồi ok rồi, bạn sẽ đặt xác định ban đầu là đặt u là cái gì và v là cái gì, được nhá. Rồi thì u bạn sẽ đặt là log y, được nhá. Log y ở bên này thì bạn sẽ đi lấy đạo hàm, như vậy log đạo hàm là một chia cho y. Bên này bạn biết là một chia cho y mũ 3, được nhá nào, thì là sẽ đi lấy nguyên hàm. Thì bên này sẽ bằng là gì? Bạn sẽ lấy nguyên hàm lên là trừ 1 phần 2 1 chia cho y bình, đúng này. Dạng này có đặc điểm là gì các bạn? Dạng này có đặc điểm đó là không thể làm hết được, được nhá nào? Tức là chỉ đặt được một lần thế này để khử được cái thằng y thôi, à, log y thôi. Sau đó bạn lại tính nguyên hàm của cái lượng mà cái đa thức mà thu được, xin lỗi, cái phân thức mà thu được ở sau cái bước đặt này, được nhá nào. Vì ở đây căn bản là cái log y này này đặt sang bên này thì không thể làm được, được nhá nào, đặt sang bên này thì không thể lấy được nguyên hàm của log y, cái đó chắc chắn là phải đặt u là bằng log y để bạn đi lấy đạo hàm xuống, được nhá nào. Rồi thì cũng tuân theo cái quy tắc là gì, cứ đi xuống thì là nhân lại với nhau mang theo cái dấu ở đây, còn đi ngang thì sẽ là gì, đi ngang thì sẽ là thêm cái dấu tích phân vào, được nhá. Như vậy cái này cũng chẳng qua là biểu diễn một bước này thôi. Biểu diễn cái bước là đặt u sẽ bằng log y này. Rồi là dv sẽ bằng 1 chia cho y mũ 3 dy này nhá. Du sẽ bằng 1 chia cho y dy. Và cùng bên này v sẽ bằng trừ 1 phần 2 y bình này nhá. Đó. Thì cái bảng này là tương đương với cái cụm này của bạn. À, xin lỗi, tương đương với cụm này của cô, được nhá nào. Rồi, sau khi có bước này rồi thì bạn ghi là UV trừ đi tích phân của VDU thì chính là bước này của bạn này. Đó, ok đúng nha. Rồi, từ đây lấy nguyên hàm tiếp, bạn được gì? Có lượng này rồi, cụm này chỉ thể số thôi, thể cần thôi. Bên này là 1 phần 2, bên này là gì? Y mũ trừ 3 và ông nguyên hàm lên sẽ là trừ 2 chia cho trừ 2, được nhá nào. Y mũ trừ 2 chia cho trừ 2, y mũ trừ 2 thì chỉ là 1 chia cho y mũ 2. Rồi như vậy bên này là đưa ra được trừ 1 phần 4, đúng này. Tiếp tục, tiếp tục bạn gom lại và bạn thể cần vào một lần. Rồi như vậy ở đây bạn sẽ được là cần trên là t đúng không, cần trên là t, như vậy bạn được gì? Trừ 1 chia cho 2t bình nhân với log t, đúng rồi, trừ 1 chia cho 4t bình, ok. Rồi, thế cần 1 vào thì log của 1 sẽ là 0 nên bỏ nguyên cụm này, cụm ở phía sau là trừ 1 phần 4, trừ của trừ thành cộng, đúng này. Đến đây bạn sẽ có y sẽ bằng lim của A, trong đó A là bằng cái lượng bạn vừa tính ở trên đây, đấy nhá, lượng này đây. Như vậy ở đây bạn sẽ được 1 phần 4 để chia ra lim của lượng ở phía sau. Đấy nhá nào, khi nhân về vô cùng. Nó sử dụng quy tắc Lôpita đúng không?
Rồi. Bạn thấy là khi dân về dương vô cùng thì lốc T ở đây là dân về vô cùng này, T pin là dân về vô cùng này, được chưa nào? Như vậy cụm này sẽ sử dụng L'Hôpital. Lượng bên này thì bạn thấy là hằng số mà chia cho ở phía dưới mẫu là vô cùng rồi, nên là sẽ cho ra không, được nhá. Tách chuyên ra. Ok. Rồi như vậy sử dụng quy tắc L'Hôpital bạn được gì? Đáo hàm của log t sẽ là 1 chia cho t, dấu trừ bạn vẫn giữ nguyên. 2 t bình đáo hàm là gì? 4 t, đúng rồi. Trừ đi cùng bên này giữ nguyên này. Sau đó tiếp tục. Lượng bên này thì ghi lại sẽ được là 1 chia cho 4 t bình đúng không? Rồi, ok. Và chỗ này là không bằng 1 phần 4. Đúng rồi. 10 điểm. Đấy nhá, bạn làm đây là chuẩn. Các bạn có hỏi gì ở trong cái bước này của bạn ai hỏi gì nhỉ? Kéo lên em coi chút trên xíu. Rồi đây. Ổn các bạn. Bây giờ bạn có là gì? Ở đây bạn có là tích phân cần từ không thể có một cung hoảng của cái hàm này. Hàm này thực chất bạn ghi lại theo kiểu này này. X pin trừ đi x nhân với e mũ trừ x. Đấy là dx. Rồi, bây giờ nhận dạng ra là làm kiểu gì chưa? Nếu như cái kiểu này thì bạn phải làm tích phân gì? Tương phân đúng không? Bên này sẽ là gì? X pin trừ đi x. Bên này sẽ là e mũ trừ x. Được chưa? Sau đó là bạn tiếp tục đi tính bên này đáo hàm. Không. Bên này nguyên hàm. Gì nữa? E mũ trừ x. Đây là trừ e mũ trừ x. Sau đó nối lại với nhau. Được chưa nào? Và chắc chắn là ở đây là sẽ được là y bằng e mũ x đưa ra ngoài đi. E mũ x nhé. Và thậm chí là trừ e mũ trừ x luôn. Trừ e mũ trừ x luôn. Đúng nhé nào. Bây giờ bạn có này cùng này nhân xuống thì nhóm trừ e mũ trừ x ra ngoài thì còn lại là x bin mà trừ đi x này. Cùng thứ hai nhóm lại như vậy sẽ còn lại là cộng với 2x trừ đi 1 đúng không? Cùng thứ ba nhóm lại thì cộng với 2 thế cần không còn vô cùng. Như vậy lượng này sẽ là trừ e mũ trừ x, trong này sẽ là x pin này, còn x này, còn 1 này. Thế cần này, thế nào? Rồi. Sau đó bạn có gì nữa? Chỗ này một bên là lim đúng không? Cần trên. X dần về cộng vô cùng cần dưới thế không vào, như vậy sẽ được là một, thứ nhất là trừ một, trừ một trừ của trừ một thành cộng một, được nhé. Rồi như vậy chỗ bên này thì dùng L'Hôpital mấy lần thì ra các bạn ghi lại đã, lim x bin cộng x cộng một đúng không, chia cho em một x này, x dần về dương vô cùng này còn một, cái này L'Hôpital hai lần đúng không? L'Hôpital hai lần thì bạn sẽ được bao nhiêu? Ban đầu sẽ là 2x này, 2x là cộng một này, sau đó rồi sau đó lại tiếp tục là hai này, như vậy được lim của hai chia cho em một x đúng không? X nhân về cộng vô cùng cộng một, và lượng này bằng không cộng một bằng cộng một. Ok chưa học? Rồi. Tiếp. Câu K.
Câu ca ở đây có đặc điểm là có trừ phải không? Trừ trị tuyệt đối phải không? Nó có vẻ nhìn có vẻ hơi lạ một xíu thôi, nhưng mà em phân tích thì em sẽ thấy ngay á Vi. Ca này y sẽ bằng này trừ vô cùng tại không e mũ trừ trừ tuyệt đối của x để x phải không. Bây giờ em để ý nha, cần là từ trừ vô cùng tới không có nghĩa là x đang sẽ trong trường hợp này là x nhỏ hơn hoặc bằng không đúng không? Rồi x mà nhỏ hơn hoặc bằng không thì như vậy trừ tuyệt đối của x sẽ bằng bao nhiêu? Trừ tuyệt đối của x sẽ bằng trừ x đúng không? Bởi vì khi này x âm mà trừ tuyệt đối thì phải dương, do đó mở ra thì bạn phải lấy dấu trừ đúng nhá. Có nghĩa là ở đây mở thêm lần nữa thì được bao nhiêu? Trừ không này, em muốn trừ cái dấu trừ của nó nhá. Trừ tuyệt đối của x là trừ x phải không? Để x đúng không? Như vậy chỗ này sẽ là trừ vô cùng tới không e mũ x dx thôi. Ừ, như vậy nguyên hàm lên vẫn là gì? E mũ x phải không? Thì cần trừ vô cùng tới x tới không. Bây giờ có gì? E mũ không là bằng 1 đúng không? Trừ đi cái lim. E mũ x dần về trừ vô cùng. Cái này thì rõ là các bạn biết rồi đúng không nào? Cô nói hoài rồi. E mũ x dần về trừ vô cùng thì giới hạn này bằng mấy các bạn? Phải bằng không không? Đó, đấy nhá, bằng 1, xong, đấy nhá, một dòng. Bây giờ bạn, nếu như bài này trong trường hợp mà nó chạy từ trừ vô cùng tới cộng vô cùng chẳng hạn, thì lúc đó bạn phân ra rồi thế này thế kia thì nó mới khó hơn, đúng nhá nào. Còn ở đây thì nó chỉ đơn giản là nó ít nó nằm hẳn về một phía âm dương rồi, phải thì đối khá là dễ, đúng nhá nào. Tiếp là câu D phải không? Cái này là giải bài theo yêu cầu không? D. Tích phân cần từ 0 tới cộng vô cùng. D theta 1 cộng với E mũ theta. Rồi bây giờ bạn để ý này, cái chữ theta này chẳng có ảnh hưởng gì hết, đúng như nào? Cứ làm bình thường. Bây giờ thứ nhất là bạn nếu như chỉ là cái tích phân d theta chia cho 1 cộng với e mũ theta thì bạn sẽ dùng phương pháp gì để giải các bạn? Thường chỗ này phải đổi biến được nhé. Rồi cứ có cái e mũ x rồi e mũ 2x gì đó trên dưới lộn xộn thì thường là bạn sẽ đổi biến được nhé nào. Thì ở đây bạn sẽ đặt này, giả sử như là nguyên cả cái mẫu đi bằng t đúng không, suy ra được e theta d theta sẽ bằng dt đúng không? Rồi có nghĩa là d theta sẽ bằng gì các bạn? Dt mà chia cho e mũ theta có nghĩa là chia cho t trừ 1 đúng không? Vì bạn có là ở đây thì t sẽ bằng, à xin lỗi, e mũ theta sẽ bằng t mà trừ đi, t trừ đi 1 đúng nhé. Rồi tiếp tục đổi biến đổi cần luôn. Như vậy ở đây là t này, à theta này. Hiện nay là t này. Không. Nó là gì? Cộng vô cùng. Đổi được hết nha các bạn. Bây giờ nếu như trong trường hợp mà theta bằng 0. Theta bằng 0 bạn thể vào đây. Như vậy e mũ 0 là 1, 1 cộng 1 là 2, được nhá. Như vậy trong trường hợp này đây là 2. À, bên này bao nhiêu? Theta là cộng vô cùng phải không? Như vậy e mũ vô cùng là vô cùng, cộng 1 vẫn là vô cùng, được chưa? Rồi, như vậy suy ra được y sẽ bằng tích phân cần từ 0 tới cộng vô cùng thì bây giờ là 2 tới cộng vô cùng của d theta thì sẽ là dt chia cho t trừ đi 1 nhân với bên này là nhân với t đúng không? Tích phân hàm phân thức bình thường được chưa? Trên là bậc 0, dưới bậc 2. Như vậy tách ra, mở ngoặc ra, 1 chia cho t trừ đi 1 phải không? Trừ đi 1 chia cho t dt đúng không? Đó, đúng nhá. Bây giờ lấy nguyên hàm lên sẽ bằng gì? Log nepe trừ tuyệt đối của t trừ đi 1 trừ đi log nepe trừ tuyệt đối của t, đấy nhá nào. Thế cần 2 cộng vô cùng. Rồi bằng
log trừ tuyệt đối t trừ 1 t thế cần 2 cộng vô cùng. Đối với cùng cộng vô cùng thì bạn sẽ gắn cái lim vào, như vậy ở đây sẽ được là lim của t nhân v cộng vô cùng này của này log t trừ đi 1 chia cho t, được nhất nào, trừ đi thế 2 vào, như vậy log của gì 1 phần 2 đúng không? Cùng bên này tương tự, bạn quen chưa? Giới hạn trong này là sẽ bằng 1 đúng không? Log của 1 thì bằng 0. Như vậy chỗ này sẽ bằng trừ 1 phần log của trừ 1. Log này 1 phần 2, được nhá. Đó, như vậy xong. Ổn các bạn? Này các bạn hỏi câu nào nữa nhỉ? À, cô nói câu D mà cô lại nhìn xuống câu G, ở đây là câu G nhé. Ừ, đó là câu G. Rồi. Như câu D. Rồi. Các bạn có hỏi gì ở câu G ở trên không? Hiểu không? Bây giờ lưu ý ở đây là bạn làm gì? Bạn có thể này đổi biến đổi cần và thậm chí cần vô cùng cũng đổi được luôn. Được nhé nào, cứ đổi hết cho cô. Rồi. Tiếp nha. Đối với câu D ở dưới này, bạn sẽ dùng phương pháp gì để giải? Đoán thôi, các bạn đoán cho cô nào. Phương pháp gì đây? Nhìn vào một cái bài thế này thì đầu tiên sẽ nghĩ đến việc việc gì nhỉ? Chắc chắn là chỉ có một kiểu thôi, đó là đổi biến hả? Sao ngồi thấy im vui vậy hả? Đặt nha. Căn này bằng T. Hoặc là thậm chí nguyên cả một thôi, căn thôi được, một căn này bậc bộ này của x cộng 6 này bằng T này. Từ đây suy ra được là x cộng 6 sẽ bằng t mũ 4 đúng không? Từ đây suy ra được dx sẽ bằng 4 t mũ 3 dt đúng chưa? Rồi lúc này bạn có gì? Dưới này là 1 cộng t mũ 5 hả? Trên này sẽ là nếu như trong trường hợp mà đặt luôn con số 1 thì sao? Rồi thử đã, thử biết đã, được nhá. Thì như vậy trong trường hợp này bạn có này là đổi biến đổi cần này. XT. X mà bằng 3. 3 như vậy là 9 phải không? Căn bậc 2 của 3 đúng không? Rồi. Tiếp, bên này là bằng cộng vô cùng thì bên này vẫn là cộng vô cùng. Như vậy y sẽ bằng này. Dx sẽ là 4t mũ 3 dt. Chỗ này hơi phê đúng không? 1 cộng t mũ mấy? Mũ 5. Rồi, trong trường hợp này có đặc điểm là gì các bạn? Cái phân thức á, bây giờ xét cái phân thức này nè. Gì? Xét này. 4t mũ 3 chia cho 1 cộng với t mũ 5. Cái thằng này thì tách ra được bao nhiêu cụm nhỉ? Ai biết nhỉ? Các bạn tách ra được bao nhiêu phân thức nhỏ hơn đây?
Rõ ràng trên bậc 3 dưới bậc 5 đúng không? Như vậy là không không còn chia ra thức gì nữa. Tiếp tục phân tích cái mẫu luôn, được nhá. Mẫu trong trường hợp này là nghiệm bồi. Ở đây là cụ thể là bồi 5, được nhá nào. Thì bạn sẽ tích như thế nào các bạn? 5 cụm, chính xác, được nhá. Như vậy ở đây sẽ là A chia cho 1 cộng T. T bin. 1 cộng T, T cả bin. Còn với C chia cho 1 cộng T mũ 3. D chia cho 1 cộng T mũ 4. E chia cho 1 cộng T mũ 5. Được chưa nào? Rồi, bây giờ tìm con số nào dễ? Tìm con E dễ phải không? Con E thì bạn thấy gì? E ở đây nghiệm ở mẫu là trừ 1 đúng không? Chạy nguyên cụm này luôn, tức là chạy nguyên cái mẫu đi. Và thế T bằng trừ 1 vào. Như vậy, T bằng trừ 1 tức là 4 nhân với trừ 1 mũ 3 thì sẽ bằng trừ 4. Như vậy con E này bằng trừ 4 này. E bằng trừ 4. Ok chưa? Còn những vị trí còn lại bạn phải chọn giá trị đặc biệt để thay vào. Được chưa nào? Như vậy ở đây phương trình sẽ có gì nếu như cho t bằng 0 chẳng hạn. T bằng 0 thì vế bên bên trái là bằng 0. Được chưa nào? Như vậy 0 sẽ bằng này. A này cộng với B cộng với C cộng với D trừ 4. Đúng nhá. Rồi. Chọn thêm giá trị nữa. T bằng 1 chẳng hạn. T bằng 1 thì ở trên là 4, dưới là 2 mũ 5. Như vậy còn lại là gì các bạn? 1 phần 8 đúng không? 4 là 2 mũ 2, dưới này là 2 mũ 5. Như vậy rút gọn đi, còn 2 mũ 3, 2 mũ 3 là 1 phần 8. Như vậy ở đây sẽ được A chia cho 2 cộng B chia cho 4 cộng với C chia cho 8 cộng với D chia cho 16 đúng nhé. Rồi, còn với E, E là trừ đi 4, nghĩa là chia cho ở bên này là 2 mũ 5 là 32 đúng không? Như vậy là, rồi, cứ ghi 32 đi, đấy nhé, bạn tự rút gọn, chỗ này là 1 phần 8. Cứ như vậy chọn thêm phương trình nữa. Chọn thêm phương trình nữa, như vậy bạn sẽ có T bằng trừ 1 không được rồi, như vậy giả sử như trừ 2 chẳng hạn. Trừ 2 thì ở trên sẽ được bao nhiêu? Trừ 2 là trừ 8, 4 là 32. Ở dưới là trừ 1 phải không? Trừ 1 mũ 5 như vậy là bằng dấu trừ. Ở trên là trừ 32 như vậy thành dấu cộng là dương 32 này. Bên này là trừ A đúng không? 1 cộng với trừ 2 là trừ 1. Đúng nhá. Như vậy trừ A. Bên này là biên phương như vậy cộng B. Bên này sẽ là gì? Trừ C. Bên này sẽ là cộng D. Bên này là trừ đi E. Đúng nhá. Trừ đi E mà E lại bằng trừ 4 rồi. Như vậy thành cộng 4. Đúng nhá. T bằng mấy đây? Dương 2 hả? Dương 2 đi. Dương 2 thì bạn sẽ thu được phương trình. Dương 2 thì như vậy là bên này sẽ là 8, 4, 32. Chia cho 2 mũ 3, 3 mũ 5. Được nhé nào. Rồi. Sẽ bằng A chia cho 3 cộng B chia cho 9 cộng C chia cho 27 cộng D 64 đúng không? 3. À xin lỗi, 1. 81 đấy nhá. E là trừ 4 mà chia cho bên này là 3 mũ 5 đấy nhá. Đó, cứ đi đấy. Đấy nhá. Như vậy từ 4 cái phương trình này bạn sẽ giải được ABCD. Đấy nhá nào. Sau khi giải được ABCD rồi thì đã vào và vô tính. Máy của bạn có thể bấm được hệ bốn phương trình bộ này nữa. Được hay là không? Dạ không hả? Ừ dạ không, nếu như không thì bạn phải chịu khó rút một phương trình thể vào những cái chỗ còn lại cũng hơi vất vả nhỉ. Rồi, như vậy ở đây là sẽ là 4t mũ 3 này. Một cộng với t mũ 5 đúng không?
Rồi. Như vậy là có một cùng nó bằng không. Đấy nè, đây là cái hệ số mà máy giải được này. Đây, đây là hệ số máy giải được này nhé. Như vậy cái tích phân của mình sẽ được bao nhiêu? Tích phân của nguyên cụm này DT cần từ mấy đấy? Cần từ căn 3 đến cộng vô cùng. Rồi. Căn 3 đến cộng vô cùng. Như vậy chỗ này bước giải nó hơi vất vả một tí xíu, thì bạn chịu khó giả sử như là khử cái phương trình đầu tiên này này với phương trình cuối này được nhá, rút thế rồi sau đó rút thế tóm lại là sẽ biểu diễn qua ba ẩn thôi, rồi sau đó là giải cái ba phương trình đó trước nghĩa là rồi đi tìm những cái hệ số còn lại. Thì ở đây con e là tương ứng với mũ 5 thì trong chỗ này giải cũng là được là trừ 4 này được nhất, là còn những vị trí khác tiếp tục tìm thì bạn sẽ cho ra được hệ số tương ứng là 12 trừ 12 và dương 4 được nhé. Sau đó lấy nguyên hàm lên rồi rạp phong thôi. Thì chỗ này nếu như có rồi thì bạn sẽ gì? Lấy nguyên hàm lên đúng không? À, trong cụm này nó sẽ không còn một cái không còn cái log nào cả, bởi vì cái lượng là một chia cho một cộng t nó không xuất hiện ở đây được nhé nào. Tức là con a ở đây bằng không á, con a ở trong trường hợp này sẽ là bằng không được nhé. Rồi như vậy chỗ này bạn lấy nguyên hàm lên được bao nhiêu? Trừ 4 phải không? À, 1 cộng với t mũ trừ 5 như vậy là gì? Thế là 1 cộng t mũ trừ 4 như vậy là thêm 4 ở dưới này được nhất à? À, chia cho trừ 4 đúng không? Rồi như vậy là còn lại 1 phần thôi. Được nhất à? Mũ trừ 5 phải nhé. Như vậy là thêm mũ trừ 4 chia cho trừ 4. Ok, nghĩa là chỗ bên này là 1 cộng t mũ trừ 4 đúng không? 1 cộng t mũ trừ 4 như vậy là thành trừ 3 chia cho trừ 3, chia cho trừ 3 thì sẽ thành 4 ở trên được chưa? Bên này vẫn là dấu trừ. Rồi cùng tiếp theo mũ 3 đúng không? Mũ trừ 3 thì lấy nguyên hàm sẽ là được là 1 cộng t mũ trừ 2 như vậy dưới mẫu là mũ 2 chia cho trừ 2 như vậy sẽ là cộng 6 rồi nhé. Cuối cùng ở bên này là gì? À, mũ trừ 2 phải không? Nguyên hàm lên là mũ trừ 1 chia cho trừ 1 như vậy 1 cộng t mũ trừ 1 xin lỗi mũ 1 ở phía dưới đấy nhé nào, và chia cho trừ 1 thì như vậy bên này là thêm trừ 4 thế căn căn 3 cộng vô cùng đấy nhé nào. Rồi nếu như cần trên là cộng vô cùng thì bạn sẽ thu được một cái chuỗi là lim của nguyên cái bộ bốn hàng ngày đưa xuống đây luôn, t dần về cộng vô cùng đúng không? Thì đương nhiên từng cụm này nó đều bằng không cả đúng không nào, từng cụm này đều bằng không trừ đi cần dưới là thế căn 3 vào như vậy là tử vi nha, 1 chia cho 1 cộng với căn 3 của 4 cứ như vậy trừ đi đó, cứ như vậy ghi hết vào là xong. Ok chưa các bạn? Cụm bên này sẽ bằng không này, cụm đầu tiên này sẽ bằng không và cho ra kết quả là bằng trừ của cái lượng này nghĩa là rồi được không? Như vậy bước này gian khổ nhất là cái bước bạn đi giải hệ phương trình đấy nhá, có phải gian nan hơn một tí để cô nghĩ xem có cách nhanh hơn không, đó là thay vì bạn đặt đặt cái căn thì bạn đặt nguyên cả lượng này luôn thì sao? Cái thứ hai nha, cái thứ hai này thay vì bạn đặt là gì, bạn cố thử thôi, đây là thay vì bạn đặt cái căn thôi thì bây giờ bạn đặt là một, chắc có thể dễ hơn, một cộng với căn bậc 4 của x cộng với 6 phải không, bằng t đi được nhá. Rồi như vậy bây giờ cái gì khó khăn nó sẽ đẩy lên ở trên tử thì đôi khi là sẽ dễ hơn. Như vậy bạn suy ra được này, chắc dễ hơn rồi đây đó, căn này này t trừ 1 phải không, như vậy mũ 4 lên như vậy x cộng với 6 sẽ bằng t trừ 1 mũ mũ 4 đấy nhá. Rồi
mũ 4 đấy nhá. Từ đây suy ra x sẽ bằng gì? Dx sẽ bằng gì? Dx thì sẽ bằng 4 t trừ 1 dt đúng không? Mũ 3 này, dt đấy nhá. Làm kiểu này dễ hơn. Như vậy trong trường hợp này đổi biến đổi cần nhá, nói nhá, xt này. Như vậy y sẽ bằng là tích phân cần này. Cô ghi là cái d để mà dễ nhìn, đó là 3 cộng vô cùng này. Dx chia cho 1 cộng với căn này cộng 6 không? 4 5 đúng không? Thì bây giờ sẽ là cần bao nhiêu đây? Chưa tính đấy nhá. Ở trên dx sẽ là 4 này. T trừ 1 mũ 3 dt. Rồi như vậy cách trên kia là giờ ra t mũ 5. Rồi dễ hơn nhiều đúng không? Vậy là nãy cô làm cũng hơi thích sách đúng không? Nói đấy dễ hơn này. Như vậy ở đây bạn khai triển ra đấy là khai triển ra nó xong. 4 t mũ 3 trừ đi 3 t bình cộng với 3 t trừ đi 1 đúng không? T mũ 5 dt đấy nhá. Chia xuống. Ôi, quá dễ luôn. 4 đưa ra ngoài trong này sẽ là gì? 1 chia cho t bình trừ đi 3 chia cho t mũ 3 cộng với 3 chia cho t mũ 4. Như vậy trừ 1 chia cho t mũ 5. Đấy nhá. Dt. Nguyên hàm lên dễ đúng không? Không việc gì phải chia ra thức hay gì cả. Thì như vậy bạn kinh nghiệm này. Như vậy qua hai cái cách làm này bạn thấy gì các bạn? Nếu như trong trường hợp mà mẫu mà có một cái hằng số nào đó mà cộng nguyên cùng này đúng không? Mà bạn đặt như ở cách trên này này. Đặt như cách trên này thì nó sẽ xuất hiện dưới mẫu nó khá là phức tạp đúng không nhỉ? Một cộng với thì thường lúc này là bạn phải nếu như mà có chia ra thức thì nó cũng sẽ vất vả đúng nhất nào. Còn nếu như bạn cho nguyên cả cái mẫu là bằng t. Cho nguyên mẫu bằng t thì thậm chí là nếu như có chia ra thức đi nữa thì nó vẫn dễ hơn đúng nhỉ? Như vậy cách chia này ưu việt hơn này. Rồi thì cần ở đây nếu như trong trường hợp này sẽ là t x bằng mấy, y bằng 3 đúng không? Còn vô cùng không? Rồi thì như vậy ở đây sẽ là mấy đây? T sẽ bằng 1 cộng với căn 6 là 1 cộng với căn bậc 2 của 3 đúng không? Bên này vậy là cộng vô cùng đó. Ok chưa bạn? Làm theo cách này nhé. Như là cách này ổn này. Rồi, có bạn nào hỏi bài nào nữa không? Alo.